Kiếm được tiền đã khó, mà sử dụng tiền hợp lý còn khó hơn. Khi chúng ta chết đi, tiền của chúng ta vẫn còn ở trong ngân hàng. Tuy nhiên khi chúng ta còn sống, chúng ta lại nghĩ mình không có đủ tiền. Thực tế thì khi chúng ta qua đời chúng ta vẫn còn rất nhiều tiền chưa tiêu đến. Một ông trùm người Trung Quốc qua đời, để lại cho vợ 1,9 tỷ đô trong ngân hàng. Bà vợ ông sau đó đã lấy người lái xe của chính ông. Người lái xe nói, tôi đã nghĩ tôi phải làm việc cho ông chủ mình. Nhưng giờ đây tôi mới nhận ra rằng cả đời ông chủ làm việc cho tôi. Điều quan trọng là sống lâu hơn là có nhiều của cải. Vì vậy chúng ta phải cố gắng để sống khỏe mạnh. Bạn có biết, với một chiếc điện thoại xịn thì 70% chức năng của nó chúng ta không dùng đến. Với một chiếc xe đắt tiền thì 70% tốc độ và các đồ phụ kiện là không cần thiết. Với một căn biệt thự thì đến 70% không gian là chúng ta không dùng đến. 70% quần áo trong tủ của bạn không được mặc tới. Cả cuộc đời làm việc thì đến 70% số tiền kiếm được là dành cho người khác tiêu. Vì vậy chúng ta phải bảo vệ và tận dụng hết khả năng 30% còn lại của chính mình bằng cách đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên, cho dù không ốm đau. Uống nhiều nước, ngay cả khi không khát. Học cách buông bỏ, ngay cả khi đối diện với những vấn đề nghiêm trọng. Học cách thỏa hiệp ngay cả khi bạn là người đúng. Học cách khiêm tốn, ngay cả khi bạn giàu có và có quyền lực. Học cách bằng lòng ngay cả khi bạn không giàu. Tập luyện thể thao ngay cả khi bạn bận rộn. Dành thời gian cho những người bạn yêu mến. Cuộc sống này rất ngắn ngủi, vì vậy hãy hưởng thụ nó một cách trọn vẹn nhất. Chọn bạn mà chơi, chọn người mà tin. 1. Muốn giữ cho mọi mối quan hệ bạn bè bền vững, tốt nhất đừng để nó dính đến chuyện tiền bạc. 2. Trong bất cứ mối quan hệ nào, nếu bạn nhận thấy mình không được tôn trọng, hãy ra đi cho dù là tình bạn hay tình yêu. 3. Thà ít bạn mà hoạn nạn có nhau, còn hơn nhiều bạn mà hoạn nạn thuê bao. 4. Bạn bè tốt là khi thấy té thì đỡ chứ không phải đợi lúc mình tắt thở rồi mới thắp nhang. 5. Trong quá khứ có rất nhiều mối quan hệ từng được coi là mãi mãi, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải kết thúc. 6. Bạn bè đến rồi đi, người yêu cũng đến rồi đi. Chỉ có những kẻ soi mói và nói xấu bạn là ở lại và ngày một nhiều hơn mà thôi. 7. Khi bạn hoàn toàn tin tưởng một ai đó, bạn sẽ nhận được một trong hai kết quả, một người bạn thật sự hoặc một bài học để đời đến già. 8. Khi thân nhau cũng đừng kể cho nhau nghe những câu chuyện bí mật, kẻo khi trở mặt thì khai quật những bí mật của nhau. 9. Không phải ai từng xuất hiện trong cuộc đời bạn cũng hiện diện trong tương lai bạn. Một số người đi ngang qua đời bạn chỉ để dạy bạn những bài học đáng lòng. 10. Tôi không sợ bị ai đó đâm lén từ phía sau. Tôi chỉ sợ khi quay lại nhìn người đã đâm mình thì đó lại chính là người bạn mà tôi đã dành cả trái tim để đối đãi. 11. Hãy cảm ơn những điều tồi tệ nhất của cuộc sống. Nhờ có nó mà bạn có thể nhìn thấy bản chất thật của những kẻ được gọi là bạn mà trước đây bạn đã không nhận ra. 12. Càng trưởng thành, con người càng lười giải thích. Có khi ai đó hiểu lầm, ta thậm chí muốn để họ tự tìm ra câu trả lời theo thời gian. Ta chỉ cần những người ta thương là đủ, còn lại, tùy. Cuộc sống là để sống, không phải để giải thích. 13. Có những người bạn, chơi tưởng thân lắm rồi, mà vẫn chưa hiểu nhau được mấy. Chỉ cần liên quan tới tiền bạc, bạn thân cũng dễ thành người dưng. Có người, tưởng yêu thương nhau nhiều lắm, mà chỉ một tin nhắn thôi là đường ai nấy đi. Ngày hôm nay có tiền, ở bên người này. Ngày mai hết tiền, mất việc, ở bên người kia, hoặc chỉ còn lại một mình. Cuộc đời khó lường. 14. Bạn bè ít thôi vừa đủ dùng. Chứ đừng để cả thùng, rồi lâm vào đường cùng, phút cuối cùng nó mới đi cúng. 15. Trong các thể loại buôn bán thì bán đứng bạn bè là thứ kinh tởm nhất. Chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã ghé xem kênh và để lại bình luận khen ngợi cũng như đóng góp. Chúng tôi trân trọng điều đó như một món quà quý giá để tiếp tục phát triển mạnh hơn nhằm mang lại những kinh nghiệm trong cuộc sống. Các bạn hãy bấm, theo dõi, follow trang của mình để cập nhật liên tục nhé. Nếu có bất cứ bản quyền xin vui lòng liên hệ email luunsam0811080a@gmail.com.